Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Đông báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, đặc biệt là các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương thời gian qua. Cử tri phường Hòa Thuận Đông đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như nỗ lực tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Cử tri cũng đề nghị trong năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến quy hoạch chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hơn nữa, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, sớm đưa thành phố khôi phục tăng trưởng kinh tế xã hội.